Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn và chào mừng quay trở lại với DeFi Discussion. Và trong một tuần nữa chúng ta lại có dịp ngồi trò chuyện với nhau về những gì đang xảy ra trong thị trường. Tuần này thì chắc là mọi người đều đang có tâm trạng khá là phấn khởi thôi. Nhưng mà trước khi đào sâu vào thì chúng ta sẽ có lời chào từ gương mặt rất là quen thuộc của chương trình thôi. Xin chào Nguyên. Hello, xin chào anh em. Mình là Nguyên. Rất vui được gặp lại anh em trong một tuần mới và một tập mới của podcast DeFi Discussion. Và hy vọng là hôm nay bọn mình sẽ mang lại cho anh em những câu chuyện thú vị về thị trường DeFi trong một cái không khí mà thị trường nó cũng vừa gọi là ấm trở lại. Thì rất là vui khi có cơ hội để ngồi xuống nói chuyện với Phong về thị trường tuần này. Và tất nhiên là câu chuyện phấn khởi nhất, nếu mà mọi người chưa nhận ra, trong khoảng độ gần 60 số DeFi Discussion thì Nguyên là một người có thể gọi là Ethereum Maxis, một người follow rất là kỹ và rất là tin tưởng vào cái lộ trình của Ethereum. Và sau tất cả những tin tức tích cực gần đây, những chia sẻ từ chính phát đầu của Ethereum là Demers sẽ xảy ra. Nhưng mà trước khi nói đến cái câu chuyện Demers thì chắc là sẽ nhờ Nguyên vẽ lại một cái bức tranh để cho những người không follow nhiều lắm hiểu được là cái sự kiện này nó có ý nghĩa quan trọng như thế nào với thị trường ha. The Merge thì nó là một quá trình hợp nhất giữa cái mạng lưới POW, tức là Proof of Work hiện tại của Ethereum, với lại cái Beacon Chain. Thì Beacon Chain là một cái mạng lưới đã được triển khai từ rất lâu rồi, 2 năm rồi. Thì Beacon Chain là một cái mạng lưới được vận hành theo cơ chế Proof of Stake. Thì The Merge là một cái sự kiện để hợp nhất hai cái chain này. Và đây là cái bước chuyển mình giúp The Merge chuyển dịch hẳn sang cái cơ chế đồng thuận là Proof of Stake thay vì là Proof of Work như trước đây. Nếu như mà anh em theo dõi những cái post hoặc là những cái blog ở trên Twitter thì thấy nhiều người cũng nhấn mạnh một cái yếu tố rồi, đó là The Merge nó sẽ không giúp cho Ethereum rẻ hơn chi phí, hoặc là về cái tốc độ xử lý thì nó sẽ không nhanh hơn. Với The Merge thì cái điểm mấu chốt thay đổi của nó là về cái economy của nó, tức là cái nền kinh tế của cái mạng lưới này. Thay vì trước đây thì chúng ta có rất là nhiều các cái thợ đào, họ sẽ là người đứng ra để xác thực cái giao dịch và nhận phí từ người dùng. Thì với cái hình thức BOS này thì người dùng thì có thể gọi là tham gia vào cái nền kinh tế đó và chia sẻ cái lợi nhuận từ phí giao dịch với lại những cái người đứng ra làm validator, những người mà gọi là sẽ chạy những cái node á. Thì đây là một cái bước chuyển mình về mặt kinh tế của Ethereum, chứ nó không liên quan gì đến cái việc là nhanh hơn và rẻ hơn gì của mạng lưới này cả. Thì đó là một cái điểm mà anh em cần chú ý để mà gọi như là đừng có bị hype quá về cái từ khóa này. Tại vì dạo gần đây thì nhiều người cũng bắt đầu là để ý rồi, và khi mà Ethereum nó tăng giá về cái sự kiện này thì mình cũng nghĩ là nó sẽ đôi chút là bị over. Nhưng mà trước khi đi vào những cái câu chuyện kỹ thuật thì không biết Nguyên có follow cái câu chuyện là nếu như mà thành Proof of Stake thì Ethereum 2.0 có bị xem là chứng khoán không? Thì Nguyên có follow cái topic này không? Thực ra mình có thấy cộng đồng Twitter họ bàn tán về cái vấn đề này, thậm chí là họ làm rất là nhiều cái meme để chế giễu các cái Bitcoin Maxi á. Thì những cái người mà Bitcoin Maxi thì họ sẽ kiểu như là họ kiếm mọi cách để dìm Ethereum và bảo đây là một cái security, tức là một cái dạng chứng khoán. Thì cá nhân mình nghĩ là sau khi gọi là mượt xong và dịch chuyển lên Proof of Stake thì Ethereum nó vẫn sẽ được xem như là một cái dạng hàng hóa thôi, chứ khá là khó trong cái một cái kịch bản mà cái mạng lưới này sẽ bị gọi là xem như là một cái chứng khoán. Còn những cái dự án mà ví dụ như build ở trên cái nền đó, họ phát hành token và họ gọi như là trả lãi rồi buyback được này nọ, thì cái rủi ro bị xem là chứng khoán nó sẽ nhiều hơn. Nhưng với Ethereum thì nó là một cái mạng lưới với rất nhiều các cái node, các cái validator nó phân bố nhiều ra khắp nơi, thì mình không nghĩ là nó sẽ gặp rủi ro như vậy. Thì với Bitcoin thì nó cũng là những cái máy đào mà nó phân bố ra khắp nơi, đúng không? Cái validator này bản chất nó cũng là đào thôi, nhưng mà nó không đào bằng máy đào mà nó đào bằng cái tỷ trọng mà người validator họ nắm ở trong cái mạng lưới. Thì cái câu chuyện về Ethereum có phải chứng khoán hay không thì Coi68 cũng đã có một bài viết khá là chi tiết ở trên website rồi, thì các bạn có thể xem thêm. Rồi, cái câu chuyện là
tức là chốt sổ là the most sẽ xảy ra, tức là trước đây mọi người cứ delay thì bây giờ đã xác định rồi là chuyện tháng 9 sẽ xảy ra, thì nó sẽ có hai câu chuyện. Thứ nhất là nếu như mọi người có dùng token terminal chẳng hạn đi, mọi người sẽ thấy là doanh thu của thợ đào Ethereum bây giờ là khoảng từ 10 đến 15 triệu một ngày. Thì vấn đề đầu tiên là cái nguồn lực đào đấy nó sẽ đi đâu, và thứ hai là đâu là những cái dự án mà sẽ được hưởng lợi từ cái sự chuyển dịch đấy. Thì theo như anh nghe ngóng được thì cái làn sóng nó sẽ chuyển dịch như thế nào? Cái việc mà thợ đào họ hưởng một cái mức lãi, mức phí nó cao, tạm gọi là cao đi, là tại vì mình cũng không theo dõi cái mức biến động trong revenue của thợ đào trong một khoảng thời gian, nên mình cũng không biết được là so với mặt bằng chung như thế nào. Nhưng mà mình nghĩ là với một cái mạng lưới mà phí gas nó khá là cao như hiện tại, thì Ethereum nó là một cái mảnh đất khá là phù hợp cho các cái thợ đào. Thì khi mà lên Proof of Stake á, thì các cái thợ đào này họ sẽ gần như là bị hẫng á, tức là máy đào thì đã mua rồi, các cái chi phí thì cũng đã phải chịu rồi, nhưng mà bây giờ lên stake á, thì họ sẽ không còn là người được hưởng lợi nữa. Thì họ mới đề xuất là dịch chuyển ra một cái chain Proof of Work riêng, một cái phiên bản fork ra và dùng Proof of Work. Thì cái này cộng đồng cũng đã tranh luận rất là nhiều từ mấy tuần đổ lại đây rồi. Thì sẽ có một cái nhóm thợ đào họ sẽ bắt đầu dịch chuyển sang cái fork này, và thậm chí họ cũng đã có những cái đề xuất là thay đổi cho cái chain fork này. Điển hình như là ví dụ như là họ loại bỏ cái EIP-1559. EIP-1559 là một cái đề xuất mà nó không có lợi cho thợ đào trên phiên bản Ethereum mainnet hiện tại, tại vì nó sẽ burn đi một phần Ethereum thay vì là cái phần đó là trả cho thợ đào á. Thì họ có một vài cái đề xuất thay đổi như vậy. Mình nghĩ là sẽ có một lượng họ dịch chuyển sang cái bản fork này thôi. Còn Proof of Stake thì chắc là sẽ vẫn loanh quanh những cái validator mà họ đã cắm rễ ở trên Bitcoin chain từ 1-2 năm đổ lại đây rồi. Thì nói chung là cái làn sóng này thì không thể nào mà quay đầu lại được nữa. Về cơ bản là thợ đào thì chỉ đang tìm cách là để bảo toàn cái tài sản của mình thôi. Nên là các bạn có thể thấy là trong thời gian vừa qua thì cái hash rate của ETC Ethereum Classic thì tăng rất là nhiều. Tức là trước đây thì không ai thèm đào cả, nhưng mà bây giờ thì không còn cái lựa chọn nào khác thì người ta cũng phải quay qua đào ETC thôi. Ok, nhưng mà cái câu chuyện của thợ đào thì chắc là vẫn sẽ phải chờ thêm. Nhưng mà quay trở lại cái câu chuyện đầu mở của Ethereum ấy, thì những nhà phát triển của Ethereum thì toàn là những người đầu có sỏi thôi, nên là chắc chắn là mọi chuyện nó sẽ không chỉ là đùng một cái chúng ta hợp nhất hai mạng lưới này rồi xong rồi cái chuyện gì xảy ra sau đấy thì họ chưa lên kế hoạch cả. Thực ra là họ lên kế hoạch rất là kỹ rồi. Rồi đến năm phase đó, thì chắc là mình có thể nói sơ qua là sau the merge thì sẽ có những cái gì và có gì để chúng ta kỳ vọng nữa không? Cái này là một câu chuyện mà diễn ra ở cái sự kiện ETHCC cũng lâu rồi, vào cuối tháng 7. Thì bọn mình cũng đã có một cái bài viết ở trên Coin68 nói về cái lộ trình này. Và đây là một cái lộ trình mà được chính Vitalik đứng ra để gọi là thuyết trình. Nó sẽ gồm nhiều phase lắm, nhưng mà chắc là mình sẽ chú ý đến hai cái phase gần nhất thôi ha. Năm cái giai đoạn này nó gồm là sau the merge thì chúng ta sẽ có the search, tức là cái giai đoạn triển khai sharding. Thì anh em có thể nhớ là hai cái chữ cái đầu với nhau là hai cái chữ S á, tức là search và sharding. Sau cái giai đoạn này thì nó sẽ tới verge, và verge thì nó có một cái đặc trưng, đó là nó triển khai cái vertical tree. Đó, nó cũng khá là dễ nhớ đúng không? Thì đây là hai cái giai đoạn mà mình sẽ muốn nhấn mạnh, tại vì nó gần sát với cái thời điểm hiện tại nhất, và nó cũng là coi như là mình sẽ có nhiều cái mường tượng được dễ hơn. Chứ còn rất là nhiều các cái giai đoạn phía sau, ví dụ như sau verge thì nó sẽ có purge chẳng hạn, hoặc là chắc là Nguyên nói tiếng Việt đi cho dễ cho dùng. Burst là kiểu như là chuốt á, thu cho nó gọn lại á, thì đây là cái giai đoạn mà nó sẽ giảm cái bộ nhớ cho Ethereum. Còn rất nhiều ví dụ như là splurge, là nó có nghĩa là bùng nổ. Splurge có nghĩa là cái giai đoạn mà Vitalik thậm chí là kêu là cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà không biết chuyện gì sẽ xảy ra luôn, cái giai đoạn mà bùng nổ. Đó là nhiều quá. Tại vì nó như là sau khi mà thiết lập những cái nền tảng từ những cái giai đoạn trước á, thì
cái giai đoạn cuối cùng này nó sẽ gần như là mạnh ai nấy làm á, nên là Vitalik cũng bảo là rất là nhiều cái thứ tuyệt vời sẽ diễn ra ở cái giai đoạn cuối này đó. Mà tôi chưa biết là gì hết. Thì thôi nói xa xôi quá thì mình sẽ quay về hai cái mà mình nghĩ là sẽ gần đây nhất, đó là Search và Verge. Thì Search thì như anh em cũng biết rồi, nó sẽ triển khai sharding, tức là nó gần như là chia nhỏ cái giao dịch ra cho những cái nhóm, và những cái nhóm này thì họ sẽ tự có một cái cơ chế quản trị đồng thuận như là một cái blockchain riêng của họ, tức là nó không hẳn là một cái blockchain riêng nhưng mà nó như kiểu là một cái nhóm ấy. Thì khi mà chia nhỏ những cái nhóm này ra thì cái khả năng xử lý giao dịch của Ethereum nó sẽ được tăng lên, kiểu như là rất là nhiều các cái nhóm nó xử lý song song với nhau thay vì là ngồi chụm lại một cục như mainnet hiện tại. Mainnet hiện tại là một cục, tất cả các cái validator họ sẽ phải ngồi lại với nhau để quyết định là sẽ thêm cái giao dịch này vào hay không. Thì với search này á, và với cái hình thức sharding này á, thì nó sẽ chia nhỏ ra và mọi thứ được vận hành song song, thì nó sẽ giúp tăng cái khả năng xử lý cho Ethereum. Còn Vertical Tree á, và cái Phase Verge thì cái này nó sẽ là cái bước để giúp Ethereum giảm tải cái áp lực cho validator. Tức là validator hiện tại thì họ sẽ phải stake tối thiểu là 32 Ethereum, đúng không? Thì với cái hình thức mà triển khai Vertical Tree này, Vertical Tree nó như kiểu là một cái cây cây nhị phân, tức là nó là một cái hình thức để xác thực ở trong máy tính. Thì cái này mình không dám đào sâu tại vì sợ nó gần mình không dám nói sâu, không phải sợ kiểu như là múa rìu của mắt thợ. Thì cái này thì mình chỉ nói gọi là theo cái cách mình hiểu, tức là nó là một cái cách để chia nhỏ cái xác thực ra đó, để làm sao để giảm thiểu được cái độ phức tạp trong cái việc xác thực. Thì mình cũng đọc thoang thoáng thấy một vài cái bài viết là lý giải tại sao mà Ethereum nó cần 32 ETH cho một validator tối thiểu như vậy á. Thực ra thì cá nhân mình đọc cái bài đó xong mình cũng không hiểu lắm, tại vì nó gần như là một cái bài toán làm sao để tối ưu cho cái độ xác thực nó chuẩn nhất, nhưng mà cái số lượng Ethereum mà một validator phải stake á, nó sẽ thấp nhất, thì cái con số 32 nó là cái kết quả của cái bài toán đó. Đó thì với cái first này á, thì nó sẽ là một cái bước để giảm tải cho validator, và có thể khi mà người dùng phải stake ít lại thì nó sẽ khuyến khích mạng lưới mở rộng hơn. Thì đó là hai cái phase mà mình nghĩ là sẽ gần với merge đó, thì nó sẽ phù hợp, nó sẽ phù hợp để mình nói về hơn, chứ mấy cái phase sau thì nó yeah đúng rồi. Nhưng mà thực ra là nếu mà các bạn nghe những cái tên vừa rồi thì mình thật sự là mình không chịu nổi cái sense of humor của mấy ông dev Ethereum này. Thì đặt mấy quả tên đọc khó chịu thật sự. Nhưng mà yeah, người ta đúng là mấy ông tech, kiểu mình nhìn thấy cả đặt tên đúng kiểu mấy ông nớt ngồi sau màn hình luôn đấy. Nhưng mà thực ra thì cái này á, mình nghĩ là chắc là anh em sẽ phải đọc qua đó. Tại vì đọc qua rồi nghe cái podcast này thì sẽ cảm nhận được cái giải thích nó sẽ là một góc nhìn nó khác biệt hơn. Chứ nếu mà ví dụ như mà nhảy vô mà nghe cái podcast này không, thì có thể sẽ một vài anh em sẽ drop ở cái đoạn này. Là phải có hướng dẫn sử dụng trước khi dùng đúng không? Chắc là bọn mình sẽ để cái bài viết về cái lộ trình của Vitalik ở dưới cái podcast này á. Yeah. Rồi, bên cạnh The Merge thì có một cái dự án mà luôn đi song song với Ethereum Proof of Stake mà mọi người cũng nói rất nhiều, đó là Lido, token là LDO. Cách đây khoảng một tháng rưỡi gì đó thì mọi người đang nói với nhau một cách khá là sợ hãi, khá là tiêu cực về cái câu chuyện là STETH nó có thể bị defect. Và thực ra là 3AC thì hình như là cũng bị một cú đấm từ cái quả đấy cũng khá là đau, cho nên là mới bắt đầu loạn cho ạ. Thì nhưng mà bây giờ thì có vẻ như là STETH và trên Lido thì đang trở về cái fair value, trở về cái giá trị đúng của nó. Thì Nguyên là một người mà follow cái Lido từ ban đầu, thì Nguyên có cảm nhận như thế nào về cái STETH này và liquid staking nói chung luôn? Chắc là mình nói trước về STETH thì mình cũng có chia sẻ trong một cái tập mà liên quan đến food, tức là mình không nhớ, hình như là tập số 49, cái giai đoạn mà khá là tăm tối của thị trường cũng như là cái điểm khởi phát cho sự sụp đổ của 3C.
Thì với mình á, STETH ở giai đoạn đó thì nó sẽ không phải như Luna, tức là nó không được bảo chứng bởi hư không như Luna. STETH nó là một cái giấy chứng nhận là bạn đã stake Ethereum vào cái sản phẩm của Lido. Thì cái việc mà STETH nó chưa về đúng 1:1, tỷ lệ 1:1 với Ethereum á, thì nó được lý giải bởi cái việc lock của Lido. Thì phải sau khoảng 6 tháng đến 7 tháng, tức là lúc mà cái nâng cấp sang 2 nó được triển khai, cái lượng Ethereum stake vào Bitcoin chain á, nó mới được nhả ra, thì lúc đó Lido họ mới bắt đầu họ cho mình cầm STETH để mình redeem ETH ra về á. Thì cái con số mà chênh lệch hiện tại 0.97, ở thời điểm bọn mình thu podcast này là 0.97, thì nó lý giải là cái mức chênh 0.97 này nó tương đương với lại khoảng 3 quý staking ở trên Lido. Thì với mình đây là một cái fair value, tức là một cái mức định giá nó hợp lý, bởi vì bạn mua STETH hiện tại bạn không có redeem lại được ETH gốc đó, nên là nó mới có một cái mức chênh như thế, để gọi như là khuyến khích người ta gọi là mua STETH. Chứ ví dụ như là một STETH mà bằng một Ethereum thì nó lại không hợp lý, bởi vì hai cái định dạng này nó hoàn toàn khác nhau, tại vì một cái là được thanh khoản, còn một cái là bị khóa lại. Thì với mình cái định giá hiện tại của STETH là một cái hợp lý, và nó như mình có lý giải hồi nãy là vì cái staking của Lido. Hơi khó hiểu một chút, nhưng mà cái đó là tốt nhất mình có thể làm rồi, tại vì cái này nó, nếu mà muốn lý giải ra thì nó sẽ phải là một cái phép tính nó khá là con số, nên là mình chắc là mình chỉ nói sơ qua ở cái khía cạnh là mình đang thấy là nó fair value. Yeah. Còn về liquid staking nói chung thì với mình hiện tại nó đang bị tập trung quá về Lido đó. Thì anh em nào mà theo dõi cái tỷ trọng phân bố lượng Ethereum được stake trên Bitcoin chain đó, thì Lido nó đang tập trung khá là nhiều, khoảng 30-33% gì đó. Ở cái giai đoạn mà 3C với lại Celsius bị wreck đó, gặp vấn đề về thanh khoản đó, thì cái Lido này nó cũng chậm lại, nó chững lại, tại vì nhiều người họ cũng gần như là họ hơi sợ một xíu. Thì cái mức độ tăng trưởng của Lido nó cũng chậm lại ở cái giai đoạn đó, thì nó cũng sẽ giúp mình tạm gọi là cái tập quyền đi, thì nó được giảm lại một xíu, thì nó cũng là một cái hiệu ứng tốt để giúp cho mạng lưới nó đỡ bị tập trung về phía Lido đó. Thì ví dụ như là người dùng cầm LDO, cái đồng mà quản trị của Lido á, thì họ có quyền chi phối mọi cái quyết định ở trên mạng lưới, đúng không? Mà Lido thì lại cầm khoảng 33% của Bitcoin chain, thì nó rất là risky, nó rất là nguy hiểm. Thì ở giai đoạn đó thì hên là nó cũng chậm lại một xíu. Họ cũng có một cái đề xuất là dual government, tức là những người cầm STETH á, thì được quyền là phủ quyết những cái vote mà họ thấy là không hợp lý. Nó sẽ song song với lại cái đồng quản trị là LDO, thì cái này nó phần nào nó cũng giúp giảm thiểu rủi ro về mặt tập trung. Thị trường liquid staking hiện tại thì cái bức tranh chung nó là như vậy. Một vài cái giải pháp khác, ví dụ như là Rocket Pool, mình nhớ không nhầm là Rocket Pool, thì họ cũng đang rất là nỗ lực, họ làm rất là nhiều cách, ví dụ như họ giảm những cái rào cản cho validator để thu hút nhiều người hơn. Rồi ví dụ như Coinbase thì họ cũng có một cái mảng sản phẩm về liquid staking này, thì cũng giúp phần nào giảm thiểu được cái rủi ro về mặt tập trung quá về một dự án duy nhất. Thì đó là cái bức tranh chung về liquid staking. Ok, thêm một câu chuyện nữa mà vừa nãy Nguyên nói thì mình mới nhớ ra là cái lúc mà đợt 1 xảy ra thì gì cũng sẽ có hai chain, ít nhất là hai chain của Ethereum tồn tại song song. Không biết có thằng nào phá game không thì mình không biết, nhưng mà chắc chắn là có hai chain. Thì câu chuyện của hai chain là gì? Là nếu như mà bạn có Ethereum on-chain vào cái thời điểm đấy, hoặc là tìm được snapshot, lúc nào đấy mình không biết, thì khi mà the merge xảy ra thì bạn sẽ được free money, đúng không? Sẽ có được token ở trên cái mạng lưới còn lại, đúng không? Thì Nguyên nghĩ như nào về câu chuyện này? Mình có lướt Twitter thì mình thấy là nhiều người cũng chia sẻ, là người ta bảo là người ta cũng hô hào anh em, kêu là anh em chuyển Ethereum từ sàn CX về on-chain hết đi, tức là tối ưu cái số dư Ethereum ở trên on-chain á, để khi mà snapshot một cái thì
anh em sẽ có được double, tức là một cái lượng Ethereum ở định dạng BOW nó nhiều hơn, rồi anh em cầm cái này đem đi xả ở trên các cái CX cũng được. Tức là một vài cái sàn CX họ cũng bắt đầu họ support Ethereum BOW này rồi. Rồi có một vài cái đề xuất, ví dụ như là đép tiền USD vô xong rồi vay Ethereum ra rồi giữ đó để đợi đến khi nào mà snapshot á, thì nhận được cái số lượng Ethereum BOW nhiều hơn rồi đem cái lượng đó đem đi, muốn bán đi đâu á thì bán. Nhưng mà cái view của Nguyên thì như thế nào? Thì với mình thì cái này nó khá là risky, tại vì thứ nhất á, là về mặt gọi là tài chính đi, về mặt con số đi, thì cái việc mà bạn đép USDC, USDT hay là DAI gì đó vô để bạn vay Ethereum ra thì nó tương đương với việc là bạn đang short ETH. Mà với cái diễn biến hiện tại của Ethereum thì cái khả năng tăng giá của nó khá là cao. Đó thì cũng không biết được, ví dụ như Ethereum nó giảm thì không nói, nhưng mà ví dụ như nó tăng lên đột biến mà nó thanh lý luôn cái lệnh vay của bạn thì cái này là một cái bước đi nó khá là đến lắm thì nó là một cái bước gọi như là tự hủy. Còn cái vấn đề thứ hai thì mình cũng có chia sẻ ở trên một cái tập, hình như là tập gần nhất á, đó là khi mà merge xong á thì cũng hên xui, ví dụ như để trên on chain thì cũng không biết cái vấn đề gì nó có thể xảy ra. Tất nhiên là cái rủi ro thì nó vẫn ở cái mức trung bình đến thấp thôi, nó cũng không đến nỗi là hao hụt tài sản đâu, nhưng mà mình thấy là để trên CX ở cái giai đoạn chuyển giao này thì nó vẫn sẽ an toàn hơn, bởi vì dù gì đi chăng nữa CX thì họ cũng là một cái đơn vị mà hoạt động toàn cầu và họ sẽ phải đứng ra họ xử lý cái vấn đề kỹ thuật đó cho mình lúc mà chuyển giao đó. Thì ví dụ như mà ở cái giai đoạn đó mà sàn CX họ bảo là ai mà giữ Ethereum ở trong sàn CX thì được snapshot thêm lượng bao nữa chẳng hạn, thì cũng là một, nó cũng tương đương với cái việc mà bạn giữ on chain đúng không, tại vì hên xui à. Ví dụ như sàn CX mà ở cái thời điểm đó họ bảo là chúng tôi sẽ snapshot và thưởng thêm ETH BOW thì nó cũng tương đương với việc bạn để on chain và bạn còn được hưởng thêm một cái vấn đề là cái việc chuyển giao đó nó mượt mà hơn, nó đỡ chắc chở hơn và bạn an tâm hơn rất nhiều, an tâm hơn rất nhiều tại vì có người xử lý cái vấn đề kỹ thuật đó cho bạn. Và chắc là đó cũng là cái lý do mà Ethereum nó bay một mạch từ 1.600 lên 2.000 đô nhỉ, trong khoảng một tuần vừa qua. Ừ, nó là một cái biến động khá là lớn, tất nhiên là có một vài tác động từ macro, nhưng mà cá nhân mình nghĩ thì đã là người chơi ở trong thị trường này và có một cái mindset nó long term thì mọi người nên đừng quá hưng phấn với cái sự kiện này, bởi vì merge nó cũng chỉ là một cái cột mốc thôi, nó thuần về kinh tế hơn. Với mình nó là một cái cuộc chơi mà anh em có thể DCA bình tĩnh thôi ở giai đoạn này, chứ không nên là quá gọi là all in các thứ, bởi vì cái thị trường này nó là một cái giai đoạn khá là dài. Crypto nó là một cái thị trường mà nó có cái rủi ro không tương xứng, tức là về cái mặt downside thì nó không quá lớn hoặc là nó có giới hạn, nhưng mà về cái mặt upside thì bạn không biết được là 5 năm nữa hay là 10 năm nữa nó sẽ đi đến đâu. Tất nhiên là mình không nói là tất cả các dự án ở trong crypto nó sẽ có cái yếu tố này nha, nhưng mà nhìn chung thì những dự án nào mà đã tồn tại hoặc là ổn định á thì nó sẽ là một cái cơ hội để chúng ta có một cái upside về dài hạn và nó không có bất kỳ giới hạn nào. Thì mình nghĩ rằng là chúng ta sẽ còn một chặng đường rất là dài phía trước để chờ đợi. Yeah. Và tất nhiên rồi, hy vọng là tất cả chúng ta vẫn còn ở đấy khi mà không ai rời khỏi thị trường cả. Yeah. Tại vì thực ra là khi mình cũng sợ khi mọi người hưng phấn quá thì cũng là lúc mà có những cái rủi ro mà mọi người sẽ dễ bỏ qua hơn. Thì như Nguyên có chia sẻ thì Nguyên là một cái người mà theo cái trường phái là không có all in mà sẽ là DCA theo kỷ luật của bản thân. Thì mình nghĩ đấy cũng là một cái cách để mà chúng ta có thể đi dài hơn với thị trường. Và hy vọng là đến mùa uptrend thì tất cả chúng ta vẫn còn ở đây. Vẫn còn ở đây. Yeah, mình nghĩ là về câu chuyện The Merge thì còn rất là nhiều thứ cần phải nói. Nhưng mà nếu mà nói hết cùng một lúc thì e là quá dài, cho nên là bọn mình đâu đấy bọn mình sẽ tiếp tục cập nhật thông qua các bài viết, thông qua các video tiếp theo. Và mong là các bạn hãy stay tuned, hãy cố gắng là theo dõi cùng với Coi 68. Và nếu như có bất kỳ vấn đề nào các bạn muốn thắc mắc thì cứ comment ở trong bên dưới video này hoặc là hỏi trong group FOMO Sapien thì bọn mình sẽ rất sẵn lòng để trả lời. Ok, thì mình sẽ để Nguyên nói lời tạm biệt với các bạn.
Rồi, ok, cảm ơn anh em một lần nữa đã dành thời gian cho bọn mình trong tuần này, và chắc chắn là bọn mình sẽ trở lại trong tuần tiếp theo với một topic rất là thú vị và mang lại nhiều giá trị cho anh em. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.